Mình xin chào tất cả các bạn. Thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn luôn thành công trong mọi cái công việc. Mình đang làm cái miếng đất của anh bạn của mình. Thì đất này thì sáng ngày mình lên là mình thấy cái nước vô quá tay. Cái lỗi này lỗi của mình này. Do cái này thì nó có chỉ có một cái xô ém cái bọng thôi. Hồi chiều hôm qua thì mình nước ở trong này nè, nó trở nó cứ chảy xuống không à. Thì chiều hôm qua thì mình cũng ém, nhưng mà mình ém đáng ra ém ngoài này mới đúng nè. Nhưng mà mình nhét nó không vô được. Phải có hai cái xô được quá. Thì mình mới lấy cái xô này mình ém ở ở ngoài này cái xô. Còn ở ngoài này thì mình lấy cái bao ni lông á, cái bao mà cái bao mũ mình nó bao bự mình á, cái mình buộc ở ngoài á. Vậy mà sao nó định vô được mình không hiểu. Nó rịn vô cái giờ nước trên ruộng cũng khá là nhiều rồi. Lúc nữa mình đi trên cảnh mình nói chỉ ra chợ mua thêm một cái xô nữa. Ăn trưa này mình xả nước ra. Xả cái nước ra cái mình lên mình làm. Sáng ngày mình lên mình thấy nước quá tay rồi, mình nói rồi do cái ống bọng rồi. Đó mình kỹ là mình cầm cái cây ở ngoài luôn, mình buộc con dây nè. Hôm mình lên mình lấy cái đồ mình đóng cái cây xuống luôn nè. Mà mình cũng dở các bạn ơi, mình cũng không có rành ném cái ống bọng, tại vì nó không phải nghề của mình đó. Nên là mình cũng đây là lỗi của mình thiệt. Vì chủ đất là gì cũng mới đem cho mình cái xô để ém cái trong cái ngoài luôn. Do hồi hôm qua thì mình nước ở trong còn chảy á, mà chiều hôm qua mình cũng đi công chuyện nên mình ép nó không vô. Đúng của nó là mình phải ém ở ngoài trước nha, đặng nước lớn nó đạp vô thì nó không có chảy vô được. Nước bây giờ cũng rộng rồi mà nước nó còn bình đó, mình giật ra hiện tại nước nó cũng còn chảy vô kìa, nó bừng bừng vô kìa, chút nó rộng nó chảy ra. Giờ mình lên cái mình coi cái tỉnh làm gì được làm. Sáng ngày ngon ngon, thấy lạnh không em? Ngon lạnh không em? Có gì đâu anh ơi, làm gì anh chú đất rồi mình có công ăn việc làm để nuôi thôi, cho nó chảy cho lẹ đi. Này nhờ nước ngọt gặp nước mặn, chắc vợ mình mà lội cái này chắc mình không cho quá đen hết. Đất của anh thì mình lấy xuống khoảng 5 tấc, nhưng mà mình dối hết cái cần mình thôi, chứ mình bên kia mình chừa lại thì mình chờ cuốn hết lên trên kia. Còn cái này thì hôm mình có điện mình nói anh có thể nào anh chòm được, anh lấy ba cái đất trên bờ này xuống nè, được thì bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, để tới đâu hay tới đó. Nước hôm giờ vô cũng nhiều á. Trong thời gian mình đợi xả nước thì mình lấy cái bọng này lên, chỗ này có cái bọng nè. Bọng này mình lấy lên cái mình đem xuống dưới, cái mình đặt ở dưới kia để mình như là mình đặt cái bọng mặt á. Còn đất dư thì mình cuốn qua bên đây, mình đổ qua bên đây. Đổ lắp cái hầm phía trước mình nè. Sáng bà xã có đi chợ thì mua hai cành dầu trong kia để mình vô mình đổ dầu một cái, rồi mình điện anh bạn kia lại phụ mình. Đất phía trong này là mình cào ra hết luôn, chắc cây dừa này phải chắc phải phá luôn á. Chỗ phía trước mình là cái đường mương này rộng lắm, tới khoảng cỡ 2-3 mét là mình có lấy đất sình nữa, thì mình bung ra hết. Rồi đất cứng trên bờ nè, mình kéo xuống mình độn làm cái thế để mình lên xuống á. Tại đất này mình dời từ dưới lên không mà. Đường này thì mình bò xuống cũng nhiều lần. Có cây dừa nữa, vậy mình bò nó vững rồi. Lúc trước bên đây là nguyên một cái hầm. Thì đất khô bỏ xuống hơi dốt dốt rồi. Giờ mình phải lấy đất khô đó nó mình độn qua đây. Đặng mình thải con bát qua đây nữa, lùa tới trong hầm trong đó luôn á.
Rồi cảm ơn nhiều anh ơi. Rồi làm mày làm đấy nha. Đất này thì phù sa nó vô á, rồi nó nhão ở trên rồi khoảng cỡ 3 tấc à. Giờ mình lấy 3 tấc đi trước. Rồi một chút nữa mình lại mình lấy tấc mấy 2 tấc nữa. Chứ nhão quá mình chèn lại mình đi con đường thẳng à, mình chèn nhiều quá cái đất nó nhiều quá cái xe mình đi nó lúng. Nên mình lấy từ lớp vậy á. Cái bùn cháo này sáng giờ mình lùa mất khoảng có 2 tiếng rồi mà chưa thấy ra đâu hết trơn. Tính ra làm chắc mình thấy cũng có cái thời gian á, tại vì lùa khoảng cỡ tới 5 tấc lần, anh nói 5 tấc chứ ở dưới đó là mình lùa 5 tấc lên đây lấy càng cạn thôi. Còn từ chỗ chạn chỗ cái gào mình từ vị trí này thì mình đào ảnh xuống 1 mét mình đưa vô đây để chỗ này mình làm cái hầm chỗ này nè, có cá gì đó là cái cá nó gom gì đây. Chia sẻ với mình á, anh nói em thả là thả chứ người ta ăn hết trơn anh ơi, người ta ăn giùm em hết trơn rồi, nên bây giờ mình đào mình rút kinh nghiệm lại anh ơi, giờ mình đào mình gom về đây đi, thì tại vì ở đây gần nhà ảnh nè, đây là nhà ảnh đây nè, nó mình đào hầm đây cá gom về đây, thì nhà ảnh thì có cha mẹ già ở nhà đó thì ra coi. Này mình không lùa trước đi thì mình đâu có đường nào mình làm được, tại vì mình lùa mà chút nó bùng nó gom lại á nhiều lắm, mà bùng cháo này mà gặp nước cái nữa rồi là thôi thì cũng thua luôn, nên là sáng giờ dưới mình xả nước rồi, sáng giờ mình chưa đụng xuống tới dưới nữa để mình gom này bớt đi, rồi cái buổi chiều cái mình lên mình gom ở dưới lên. Đối với mình thì cái tháng mưa về mà mình có việc làm về mình cũng quý lắm rồi. Bình thường anh em xe cuốc mình thì tháng mưa thì đất làm ít lắm. Có tháng mà tháng nắng, tháng mà tháng 11, 12 rồi ra Tết, mấy tháng đó thì đất mà cũng xiết luôn. Còn tháng này chỉ làm ai kêu được mừng thôi. Với lại cái tâm lý của mấy người mà chủ đất người ta mướn mình á, người ta sợ cái tháng mưa này nè. Thì mình làm cái bờ nó sạc, ai cũng vậy hết mà. Đất ở đây cứng thì mình làm ở vùng đất đây mình biết mà. Chỉ bùng phù sa nó vô thôi, mình thấy nó bùng nhiều mà mình sợ thôi. Nhưng mà xuống làm thì mình vô công chuyện mình mới biết, thì người làm như mình mới biết. Đất này lúc trước mình 4-5 năm trước mình có làm đất này nè, rồi mình cũng có nhận hầm nữa. Nhưng mà thường thường thì mình nhận hầm ở đâu mình cũng nhớ. Cái dách đó mình nhận hầm đó. Tại lúc đó đất này đất ruộng rồi, cái mình vô đây mình làm là mình bấm mình dựng bờ rồi hết rồi vậy đó. Thì thời gian 4 năm rồi, thì 4 hoặc 5 năm là lâu lắm rồi. Không nhớ thời gian chính xác nữa. Thì đất nó bồi á, bồi rồi giờ nó cạn lại rồi. Thì mình sáng ngày mình nói chút cho mấy bạn xem clip mấy bạn hiểu.
ấy rồi lần lần kia lên nè. Dạ dạ dạ. Nó mới báo mà cho nên chuẩn bị tinh thần rồi chứ bộ. Dạ hả? Thôi vậy uống trà đi. Ờ uống trà rồi nó chuyện tâm tình chơi nha. Dạ. Rồi rồi không, không nhậu phải không? Đi ra xong xuống. Rồi. Nói đúng gì vậy? Đây cầm cặp táp quải tiền gì quải táp vậy anh Hiệp? Quải tiền của lưng ấy vậy? Ờ giống lưng. Đi cộng. Vậy hả? Cộng lưng luôn. Trời ơi. Trời mấy anh công ty xuống rồi khảo sát rồi thấy tình hình sao anh? Ổn, nói khen nó làm đẹp. Dạ. Làm đặc biệt là hai cái vuông tôn vuông vắng quá. Dạ vậy hả? Làm gì ơi là gì là rất là đẹp luôn. Ngon ha. Ừ. Làm sau này mô chủ yếu là công ty làm cái mô hình sau này. Dạ dạ. Để, rồi. Làm mô hình làm khu giữ sinh thái nên cần cái nó sắc nét gì đó. Dạ dạ dạ. Rồi, cũng cảm ơn Khánh nhiều Khánh. Dạ rồi thôi. Quá đẹp miếng đất. Dạ. Nhìn không ra mà đất mình hồi xưa nhìn lại miếng đất ủa đất mình là đất ai vậy? Nhìn không ra. Dạ. Sao anh? Đi ngân hàng gì đâu mà rút tiền để đưa trả cho hai chồng tiền ấy nè, tiền làm xong nè. Dạ. Thông cảm nó tỷ 200 không ạ? À? Dạ 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 dạ. Ở gì đó nó gì luôn nè. Rồi 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 rồi. Dạ vậy cảm ơn anh ha. Rồi ok. Rồi cảm ơn dạ 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 dạ. Rồi rồi rồi. Cảm ơn hai chồng. Dạ 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 dạ. Rồi ok. Rồi rồi. Hai chồng nhiều nha. Tại anh rấp quá phải em làm ngồi trơn em làm thùng được quá trời. Trời ơi gấp quá công chuyện cho nó nha. Dạ rồi. Okay. Vậy dịp nào đi ha. Rồi rồi ok xong. Dạ dạ dạ. Này nó hơi nhão rồi, mình làm thấy hơi lâu. Ở chỗ này có cây mai này mình thấy đẹp quá. Thì nó cũng vướng cái đường mình đi nè. Thì có cái gì chú đất ở đây thì trưa mình có hỏi gì. Mình nói dì ơi cái mai này giờ tính sao? Cái gì mới nói chú coi chỗ nào rồi chú bứng bỏ đại giùm tôi đi chú ơi. Thế mình mới chia sẻ thật sự mình hỏi thôi dì ơi giờ dì cháu không tặng con cây kỷ niệm dì ơi. Thế dì mới nói rồi 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 tưởng dì tặng thì con có lấy thoải mái đi con ơi, chứ tại vì chồng bỏ thôi chứ đâu có ai đâu mà chơi mai gì đâu. Đưa đường nước cho trong đây nó chảy ra cái chiều nay mình xả ra dì vui quá. Cái mình mới thấy thôi chúng mình bứng xuống phà mình để làm kỷ niệm. Mình thật sự ra mình mê mấy cây mai lắm. Nhiều khi mình làm vậy nè, cái mình mệt vậy nè, cái mình xuống phà cái mình thấy mấy cái không khí phà mình vậy đó, cái mình thấy đầu óc mình cái nó thoải mái. Chắc một chút mình bứng luôn quá chứ cái này mai vướng rồi. Mình được cây rồi thì đây là cây thứ hai, cây kia thì người ta cho mình tặng mình, còn cây này thì mình hỏi về chỗ đất cái nào mình chia sẻ thật sự thì cái này là mình hỏi thì người ta tặng mình luôn.
này là mình làm cái này là mình không có tính giờ gì hết á, tại vì công chuyện của mình mà nãy giờ mình trừ giờ ra hết rồi đã, người ta cho mình cái mai về là quý rồi, mình đâu có tính giờ được. Tạm thời cái mình bỏ đi, băng keo giờ hết rồi. Mai mình mua băng keo mới em ơi, mua lại 2-3 quần đi. Dạ. Cái mình kiếm bà bố nhiều nó 2-3 người bỏ qua. Cái này tạm thời để đi. Nước ở ngoài giờ đang ròng để mình lội xuống mình giật cái bọng cái. Nước chiều nay thì nó ròng sát này. Cái này có 2 cái xô rồi, để chút em lại 2 cái luôn. Ngày mai mình lội xuống đây mình dỡ lớp cái này là chiên lên thì sáng giờ mình chỉ lùa ở trên không à. Mình xuống đây thì đôi lúc thì mình cũng có không có mặc cái áo ngoài đó, thì các bạn xem cũng thông cảm giùm tại vì cái áo thì áo trắng mà thì mình lội xuống cái bà xã mình tu nghiệp giặt cực lắm. Tối nay là mình phải lội xuống là mình ém 2 cái lại nữa, bởi vô đây ảnh giao cho mình hết mình phải làm vậy đó. Thì thôi thì mình cũng xin tạm dừng ở đây, thì chiều cũng lạnh rồi, lội xuống mấy cái giờ cũng lạnh rồi các bạn ơi. Giờ lên cái tắm rửa cái mình ngày mai thì mình đón nhận ngày mới nữa. Xin chào tất cả các bạn.